Vừa ra khỏi nhà định vứt hết cái đống que kem này thì thấy anh bạn. Ủa, trời nắng nóng sao đứng ở đây? Trời gì mà nóng nực ghê, đến cái quạt này còn bị rách nữa. Đâu được rồi, trời ơi, bằng giấy thì rách là đúng rồi. Đợi 10 phút đi, tôi làm cho cái quạt mới xịn hơn. Phải đem cái này vào nhà nhanh thôi. Bất chợt thì tôi lại nghĩ ra một ý tưởng với mấy cây que kem này mới hay. Đầu tiên là để ba cây que này lên làm trụ cột, tiếp đó là dán hai que lại cho dài hơn rồi để nó ở giữa. Nhìn vô là mọi người biết làm ngay rồi. Bây giờ thì chỉ cần xỏ một cái ở dưới, một cái ở trên, làm như vậy đến hết luôn, mà cũng không cần dùng keo để dán đâu nha. Tại bình thường đi học tôi đem theo cỡ 20 cây thôi, lên lớp xỏ lại là có ngay một cái quạt, chứ giữa thời tiết 40 độ nắng nóng như vậy thì chịu gì nổi. Đây anh bạn, xong rồi nè, quạt thử đi. Ui mát nha, cho tôi luôn được không? Cho cái gì mà cho, đưa tiền đây. Tưởng tốt lắm.